có lẽ chẳng cần bàn cãi nhiều về độ nổi tiếng, xinh đẹp hay lịch sự chảnh của Quyền Barbie nữa rồi. Vì dù đã xa rời chốn thị phi để theo chồng sinh con nhưng cựu quá thì vẫn gây sự chú ý diện bao la mỗi khi hình thành đấy thôi. Như lẽ soàn xỉn tình, gái xinh thì hay đi với gái xinh nên bằng hữu của Quang Mom này cũng toàn những cái tên xứng tầm. Nhưng chẳng ai ngờ cô lại có tình đam mê thủ kéo dài ngót nghét 10 năm với phi tần Tuấn Hương Hương Barbie. Mới đây, Quyền Barbie đăng tải ảnh sang phai cùng cô đam mê thủ thân, lập tức khiến dân tình gào thét vì bầu trời nhan sắc cực phẩm, khí chất mỹ nhân của hai anh hùng chính. Mỗi cái tên đứng riêng đã có sức hút chứ nói chi chơi thân với nhau. Chả là hai nàng Barbie ấy cũng bận rộn với cuộc sống riêng nhưng thanh nhàn lại seo kèo hẹn hò. Và cứ mỗi lần hình thành cạnh nhau lại như một cuộc đọ sắc không hồi kết. Được biết, Hương Barbie soàn xỉn cô gamer thủ thân 2 tuổi nhưng về tile thì rất hợp cả. Nói mới chú ý là Quyền và Hương còn tranh thủ mặc đồ đôi nữa đây này. Nhìn gamer thủ thân nhà người ta, ai cũng ước có cả cứng để hẹn hò rồi.